là cái hành động nhân quả đó mà sinh mình ra thì cái thân mình là thân nhân quả rồi, cho nên mình phải chịu cái luật của nhân quả, cái nhân quả. Cho nên vì vậy mà có thân người thì phải họ khổ, họ vui hoặc là đau khổ, và nó làm cho người ta thọ ba cái thọ vui khổ hoặc là không khổ không vui, đó là ba cái thọ của nó cho người ta sống ở trong ba cái thọ đó. Do cái chỗ mà cái luật nhân quả nó chi phối như vậy đó, cho nên chúng ta điên đảo, chúng ta cứ tìm cái thọ lạc, đi tìm cái thọ lạc mà sợ hãi cái thọ khổ. Vậy mà mọi người điên đảo, lầm chấp, ngã và ngã sợ. Ngã là cái gì? Là thân, là tâm, là cái thọ của mình, là cái biết của mình, cho nó là ngã. Còn ngã sợ là những vật xung quanh nó, bà con, ruột thịt, anh em, dòng họ của mình, đó là ngã sợ. Những cái bàn, cái ghế, cái tủ, cái giường đều là ngã sợ. Cái vật xung quanh mình là ngã sợ. Vì vậy mà mất một cái vật đó thì mình thương tiếc. Ví dụ như cha mẹ mình chết thì mình thương tiếc, đó là mình khóc lóc, mình thấy như mất cha mất mẹ, mình đau khổ, đó là mình mất cái ngã sợ. Như vậy mình thấy rõ ràng những cái này nó đều là một cái giả tạm, nó không có thật. Mà mình khi mà thấy chết, thấy mất đi thì mình tiếc, mình thương, mình đau khổ, đó là mình điên đảo. Cho nên ở đây thầy nói mọi người điên đảo làm chăng? Thầy thấy là có người mẹ nào mà có người con mà mẹ chết mà không khóc bao giờ, thiệt ra họ điên đảo. Trong thời Đức Phật có số tỳ kheo tu theo Đức Phật nhưng chưa đạt thành. Khi Đức Phật tịch, quý vị đó khóc than kể lễ vô cùng, đó là những người còn tâm trạng thế gian, còn ngã sợ, cho nên chưa có bỏ cái ngã sợ. Vì thế phải chịu nhiều khổ đau và lăn lộn mãi trong sinh tử luân hồi do cái chỗ mà chấp ngã và ngã sợ này. Vì thế mà họ phải chịu nhiều cái sự khổ đau trong cuộc đời của họ, và luôn luôn đời này đến kiếp khác họ luân hồi mãi, không bao giờ mà đã đạt. Đây là lời khuyên của thầy.